Long đi chợ. Long gặp bà Tư bán cá viên chiên. Long nói bà Tư bán cho Long 1.000 xiên cá viên. Bà Tư chiên cá viên hùng mãnh. Long và phụ bà Tư. Cả hai chiên hùng mãnh lên. Khách đến xếp hàng mua cá viên chiên của bà Tư. Thấy kiếm ăn ngon, Long mở tiệm cá viên chiên cạnh tiệm của bà Tư để cạnh tranh. Long và bà Tư cạnh tranh khốc liệt. Khốc liệt hơn. Thốt nốt đến mua cá viên chiên của bà Tư. Húc đến mua cá viên chiên của Long. Húc thiếu máu à, đậm lên chứ. Rồi, Húc sang tiệm bà Tư mua cá viên chiên. Bà Tư đâu? Lộn tiệm rồi. Con gái bà Tư hả? Kêu bà Tư ra bán hàng đê. Bà Tư cãi nhau với Húc. Bà Tư mở tiệm cá viên chiên trên mặt trăng. Long mở tiệm cá viên chiên trên sao hỏa. Đông khách vào chứ. Long cắm cờ Việt Nam cho uy tín. Bà Tư bất ngờ gả con gái cho Long. Khấy ông nội nào đây nhỉ? Long đẹp trai cơ mà. Rồi, bà Tư và hai vợ chồng Long cùng mở tiệm cá viên chiên. Mở tiệm ngoài vũ trụ. Đông khách hơn. Vẽ đẹp lên chứ. Rồi, mở chuỗi cửa hàng cá viên chiên vũ trụ. Ba người trở thành trùm cá viên chiên.